Đó. Cả nhà ơi, hôm nay mình nấu cái này nè. Mình nấu cái hoành thánh nè, thấy ngon không? Cái này mình mua về, người ta làm sẵn rồi trong siêu thị á. Người ta gọi cái này là bánh mandu. Mình gọi nó giống giống như hoành thánh vậy đi. Trong đây cái nước là mình nấu bằng thịt nè, rồi cà rốt nè, củ cải trắng nè. Và thêm rau đây nữa. Đây, rau này nữa thì mình bỏ vào mình trụng nữa là mình mang ra mình ăn được rồi nha các bạn. Ngon lắm, lâu lâu mình đổi đổi khẩu vị một xíu. Ngày nào cũng ăn cơm thì ngán. Quá trời. Ngon. Xuất sắc trong vai tỳ nữ. Cho chút xíu nữa này. Cái gì? Làm sao? Vậy đó hả? Ủa tăng huyết áp không chết hả? Rau này mình trụng nè. Mình trụng cho nó chín. Trụng cho chín xong mình vớt ra cái tô. Để đảm bảo cho cọng rau của mình nó ngon. Rồi. Bây giờ thì nó đã chín rồi nè các bạn ơi, mình đừng có nói, lát hồi vô lòng tiếng sao hết. Đó. Nói thì nó không có nghe rõ không? Làm gì không nghe rõ? Làm tiếng đi. Bây giờ mình múc ra từng tô nha. Đó. Xong xuống. Ngon chưa cả nhà? Mỗi bạn sẽ được một tô. Nấu là phải ăn hết. Hình như là cái tô này ít nè. Mình cho xíu hành vào. Đó, 5 tô của mình. Cho xíu hành lên nha các bạn. Rồi để mình bỏ miếng tiêu. Nè, ủa, có tiêu này không bỏ? Đây, rắc lên mình cho nó thơm. Cửa hàng cũng có. Cái gì ăn bỏ nhiều người ta không ăn. Một vậy. Rồi xin mời cả nhà nha, xong rồi nha. Đây những cái tô nó ngon gì đâu mà nó ngon luôn á. Xin mời, xin mời.
Xin mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Bây giờ mình sẽ ăn cái này là gì ta, quên rồi. Tỏi ngâm. Hết hả? Hết luôn á hả? Cũng là mua này. Đó, bỏ vô như vậy cho nó hấp dẫn. Ở dưới đây có rau, có đồ nè. Ngon quá cả nhà ơi. Cái mẹ ăn thịt trong này con. Ơ đồ kìa. Mốc lắm. Thịt mềm á. Cái gì? Não giáo sư hả? Vừa bằng quả cho. Ngày xưa ba thích coi cái này. Cái gì hỏi hỏi xoay đắp xoay hả? Hỏi xoay đắp xoay. Mình thì mình gọi cái này là hoành thánh, nhưng mà đúng ra cái này là bánh manju á các bạn. Bánh này người ta làm cái mùi thơm ha. Thơm mà tôi làm nhanh á. Tôi làm ngon. Cái hoành thánh của mình ngon hơn. Người ta làm thì nhìn thịt đông nhiều. Vâng, hôm trước tôi xem phim thì tôi thấy là lòng nó hiện lý vụ nó rất là sống động, nó thực tế. Thậm chí từng cái cỏ cánh mũ đó mà nó ăn thịt đồng loại, nó đi săn, nó ăn thịt người, nó phá tàn hại thành phố, vân 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 vân. Đấy là phim. Còn trên thực tế, khủng long đã tiến chủ vì đây 60 năm. Cái bánh manju này các bạn có thể nó chiên giòn lên. Nếu không thích nấu như vậy thì chiên giòn. Chiên giòn mình sẽ ăn với tương ớt tương cà. Tỏi ngon ghê. Tỏi này ngâm lâu lắm. Làm để ăn sáng. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, nói chung ăn cả ngày. Nếu có khủng long thật, tức không phải là trong phim tôi thấy đâu mà nó ở ngoài đời, thì nó là một con khủng long to lớn, nó có dễ dàng săn bắt. Ủa lúc đi chích người ta có nói bệnh gì không chích được không bé Như? Dạ không chị. Rồi giờ chị vô hỏi em là em có bị dị ứng cái gì hay không, rồi có bị bệnh gì hay không, thì em kêu là bị dị ứng với hải sản. Người ta kêu là bị sốt hay này kia hay là sao, kêu là không em chỉ bị ngứa thôi. Không, người ta kêu có bị đau bao tử này kia không, kêu vậy không. Mà đau bao tử cũng không sao.
Bánh cái chán. Không tỏi đúng không? Không. Nóng. Còn có trời không nó ăn lên. Làm cay á. Trưa nay nhà mình không nấu cơm thì ăn thế nào? Chiều nay ăn mì tôm. Hỏi phải nấu cơm. Tôi đang ngủ mà quay qua thấy chân đúng rồi mình giật mình. Ngủ mà tờ lòi xuống cái trường. Không biết tới bao giờ người dân mình mới được đi chích ngừa. Tôi thằng ham. Tại ông đâu có ham mà tôi bị hỏi á. Anh chưa hỏi với My chích chưa cơ chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình nha. Bye bye, xin chào tạm biệt. Các bạn làm biếng làm thì có thể vô siêu thị mua cái bánh này manju nha, manju. Rồi về nấu lên thôi, bỏ thịt, bỏ rau, nêm nếm gia vị. Thế là xong một bữa ăn rất là nhanh. Bye bye.